thưa các bạn là hiện tại là 12 giờ trưa và Quốc Chiến đang ở Thanh Đa, thủ Bình Thạnh, Sài Gòn. Thì hôm nay là được cái sự giới thiệu của anh Nam, mình có hoàn cảnh khó khăn á, thì mình sẽ tới thăm nha. Anh Nam, hôm nay mình sẽ đi thăm ai vậy anh? À, đây là trường hợp anh Nam giới thiệu với chia sẻ với Quốc Chiến. Đây là trường hợp là hai trẻ đột biến gen đó. Thành ra mình mời Chiến vào nhà để hỏi về mẹ cháu, về tình trạng của hai cháu. Mời Chiến. À các bạn, chị Hương á vừa đón em Nam đi học về các bạn. Bây giờ mình vào mình thăm luôn ha. Chào Nam. Chào chú ơi. Cô em. Bút con tắt vô. Nhớ đây. Ngồi im á. Chào chú. Chào con. Ngon. Nói đi, chào chú. Dạ, anh chào chú. Xấu hổ, xấu hổ. Vậy là hai anh em mới đi học về luôn ha. Hai anh em học về rồi đó. Dạ. Chị Hương ơi, chị em hỏi là hai em tên gì vậy? À, bao nhiêu tuổi rồi? Lớn là tên Đạt, nhỏ thì tên Nam. Đạt nằm ngứa ra chứ gì vậy con? À. Con mới đi học về hả? Mệt không? Dạ đi con. Mệt không? Đưa mày đâu. Mệt không? Mệt không con? Mệt không quá chú nghe. Dạ mệt. Tháo dép rồi, tháo dép rồi. Sáng không mua bánh mì ăn còn yeah. Đó nè. Rồi chị Hương mới đưa hai cháu đi học về. Yeah. Chị Hương, thì em cũng qua được anh Nam giới thiệu cái hoàn cảnh của chị á, mà em vẫn chưa biết rõ lắm, thì chị có thể chia sẻ thêm một chút thì em biết được không ạ? Thì em á thì anh Sanh hai đứa nó bị cùng đột biến gen á, bác sĩ nói là nó bị bệnh đột biến gen, thì nó không có đi lại được. Mọi chuyện này mẹ làm hết. Dạ, bây giờ thì hai anh chị á làm công việc gì? Em thì ở nhà đưa đón nó học với lo cơm nước giặt giũ nó, chứ lại nhiều khi ha lãnh đồ về nhà làm gia công. Lãnh ai mướn gì làm cái đó. Mà bữa nay bận quá không có lãnh. Thì hai đứa nó đi học rồi đưa rước đồ về, nhiều việc làm đó, như giờ về là phải thay quần áo nó rồi lột dép lột giày đó rồi ra rồi là cho nó ăn cơm. Con 11 giờ đưa đi nữa rồi đó. Dạ. Chiều nay Đạt đi học tiếp vậy em? Dạ. Em học ở trường nào? Dạ, trường trung học cơ sở Thanh Đa. Dạ. Em đi qua nói chuyện. Hai em nào cũng trắng trẻo dễ thương hết. Thằng này thì dạ. Nó bị dày, nó bị quẹo dạ. cái xương lưng á. Dạ. Đạt thì bị như vậy từ khi nào vậy chị? Nó bắt đầu cỡ như thằng kia là muốn quẹo rồi đó. Cỡ 7-8 tuổi là bắt đầu xương nó yếu, cái nó căng mòn bơ. Dạ. Nhưng mà từ khi mà từ nhỏ thì đã bị chưa hay là chị? Ở nhỏ không bị. Dạ. Lớn bệnh bác sĩ nói càng lớn nó càng nặng vậy. Con có đau không Đạt? Dạ. Không ạ. Nó quẹo dài, còn ở thằng kia giờ bắt đầu của nó nỉ không bơ. Thằng đấy thì còn nhỏ hơn cho nên chưa thấy. Dạ. Vậy là thằng này thì nó ngồi bây giờ nó niến chứ nó chưa có thấy. Dạ. Mà anh nó thì thấy nhiều. Bạn xương nó yếu quá. Tối nó hỏi thằng nhỏ nó hỏi sao mẹ biết đi hay quá vậy? Hỏi con biết rồi, con muốn biết đi không? Nó kêu muốn. Con hỏi sao mẹ biết đi hay quá vậy? Con Hà hỏi sao vậy Nam? Con hỏi sao? Con hỏi sao con nói chú nghe. Mẹ tập đi, mẹ biết đi phải không? Nó nói chắc nó gần một năm nữa nó biết đi á. Nè con. Nó nói sao mẹ biết đi giỏi vậy? Còn cái thằng này mặc đồ dài chứ chân cánh rồi nó teo á. Dạ. Teo nó. Nó rút gần cái chân này thẳng đầu ra được đó. Nó căng vậy. Dạ. Nó Đạt con học lớp mấy rồi Đạt? Dạ con học lớp 7. Học lớp 7 hả? Dạ. Giờ là thi học kỳ chưa? Dạ chưa, tháng 12 mới thi. À giờ là mới bắt đầu vào một dạ. Năm học mới hả? Dạ. Kỳ học mới. Kỳ rồi con được học sinh giỏi không? Dạ học lớp 6 con được
học sinh tinh tiến. À, giỏi quá ha. Mà bây giờ trên trên lớp thì con thích học môn nào nhất? Dạ con thích học môn ngữ văn. Ngữ văn à? Giỏi văn đó mà. Dạ con bình thường. Dạ. Còn Nam, con học lớp mấy rồi? Học lớp mấy? Sáng đi học ngày Nam mắc cỡ à? Nó ít nói, nó giống như à, cười dạ, nó không, nó đi ra ngoài á, giống như nó tự kỷ vậy á. Dạ. Không ai hỏi nó đó. Lên cô giáo hỏi nó cũng trả lời. Dạ. Nam học lớp mấy rồi chị? Lớp 1. Lớp 1 à, mới đi học luôn ha. Mới đi học. Mà ai hỏi nó cũng làm lơ vậy. Tại nó không có ra đường, cứ nó núp vậy. Tôi nào? Tôi hỏi. Thế. Hỏi. Lông mi dài ha. Dài trắng bóc. Hai đứa nó là bệnh chứ không phải tập. Dạ. Hai đứa nó là bệnh. Kính thưa các bạn á, là chị Phương là quê ở Phú Yên, sau khi mà lấy chồng mà sinh ra hai em là em Đạt và em Nam, thì em Đạt khoảng 1 tuổi phải chị ha, thì bắt đầu có triệu chứng là ở cái lưng á nó bị biến dạng. Và từ nhỏ lớn thì em có đi được không chị? Hồi lúc nó 14 tháng nó cũng đi chập chững được 1-2 bước á. Yeah. Rồi bắt đầu nó yếu lần là nó hết đi luôn. Dạ, bây giờ là hai anh em là đều không đi được ha. Giờ không có nó nào biết đi chứ. Nó không biết đi. Hai em có Đạt có thích ra ngoài chơi với mấy bạn không? Dạ hết. Dạ. Nhưng mà ở trường mà ví dụ như con không có đi được thì con lúc mà giờ ra chơi thì con làm gì? Dạ giờ ra chơi thì mấy bạn đóng cái cửa lại rồi đợi con ở trong đó rồi mấy bạn nó ra chơi chứ thầy phụ trách không có cho mấy bạn nó ở trong lớp. Dạ. Nó đóng cửa ngồi ở trong phòng. Vậy là con ở trong phòng một mình vậy hả? Dạ một mình vậy. Trời đất ơi. Vậy ở lớp thì con chơi thân với bạn nào nhất? Dạ con ngồi chung với bạn nào là con chơi thân với bạn đó. Rồi hả? Có bữa mấy đứa mà học môn thể dục á là nó cũng ngồi ở trong trường đợi 1-2 tiết gì đó, đợi mấy đứa đó. Vậy con ngồi trong, như lúc mà con ngồi một mình trong lớp thì con làm gì? Thì con mở mấy bài chứ con đi học hoặc là con viết bài của cô giáo cho đẹp cho. Nhưng mà những lúc ngồi con có buồn lắm không? Dạ có. À, sau này á con muốn làm nghề gì? Học xong muốn làm nghề gì? Dạ không biết. Chưa biết hả? Dạ. Giờ cái kỳ vừa qua thì con học giỏi nhất là mấy môn nào? Dạ lớp 6 con học cũng trung bình hơn mấy môn mà con có giỏi môn nào. Dạ hả? Tàu lắm, thằng này nhìn thấy bệnh, nó bệnh nhiều. Tại nó mặc quần dài với lại áo đồ dài phủ che chứ nó không đi học, mình bận cái quần ngắn đó. Ôm nhau mà. Nam, ở nhà dàn ăn của anh trai phải không? Thằng này thì nó ít đau bệnh hơn cái thằng này. À. Nam là thấy là ở nhà chắc dàn ăn với anh trai này thấy không? Anh cũng nhôm mà. Nó ăn cái gì cũng ăn hết, ăn cơm với mắm ruốc hay là ăn cơm với mì tôm hay gì nó cũng ăn hết. Nó Nam mập mà dễ thương. Nam có thích ra ngoài chơi không Nam? Còn có thích không? Nói chú nghe. Nói thì nó bự lên. Đi, cứ lên trường cô giáo hỏi cũng quay vậy á. Dạ. Nó không có tiếp xúc với người ngoài á, cứ như vậy. À. Mà lên trường có nói chuyện với bạn bè không Nam? Có không? Không luôn hả? Nói chuyện với chú đi. Trời ơi, có nói chuyện với chú đi. Dễ thương, tay trắng trẻ mập mạp. Ở nhà là hai anh em hay chơi với nhau không? Dạ nó quýnh lộn, hai đứa nó nhéo nhau, nhéo nó ngắt. Biết rồi nha. À, bình thường mà lúc mà rảnh rỗi thì hai anh em chơi trò gì? Dành lộn qua người. Bảo nghe em. Nó liếc. Chú thấy là móng tay con dài nè, sao không cắt đi? Cắt nó cũng cho nó thiếu canxi sao mỗi lần cắt là đau không? Nó đau với lại nó ngứa ngay nó chịu không được. À. Nó thiếu canxi mình bấm móng tay móng chân nữa là nó cứ khắp rồi. Dạ. Nó không có cho cắt. Vậy là mỗi lần mà bấm móng tay là con đau lắm hả? Dạ con có đau mà nó có cái khó chịu ngay chỗ cái móng á. À rồi.
là chắc nó thiếu chất gì vậy, thiếu sao canxi nó hả? Thiếu canxi chắc là nó chịu không được. Mà chị cho em hỏi cái là từ nhỏ lớn giờ thì hai em có vào bệnh viện khám nhiều chưa? Hồi đó thì thằng này có đi này, hồi khám vậy cái người ta nói vậy tập vật lý chữa lý trị liệu đồ đó, mà tập nó cũng có tiến triển gì hết á. Tập thời gian bác sĩ kêu vô phòng nó riêng mình á, nó nói là bị bệnh cho nên tập nó không có phát triển gì hết. Rồi cái chồng đé thằng này ra nó bị về, nó thôi nó giống anh nó thôi, cũng không có khám gì luôn. Bây giờ hai đứa ngồi không, ngồi lót nó lót cũng được, mà nó nằm xuống nó muốn ngồi lên là mình phải đỡ, nó tự ngồi lên không được. Dạ, nhưng mà ví dụ như trong nhà mà hai em cần cái vật dụng gì thì gọi mẹ. Có bữa mà bữa lâu đi đâu á không biết kịp, ngồi trên giường á nó cũng biết lót ra đái không, nó đái già luôn ở trên giường vậy, mình về mình dẹp nó mắc đái quá chịu không nổi, hay đái luôn giường. Có hôm nào mà chị bằng việc rồi phải để cho hai em ở nhà không? Có, hai đứa ở nhà thì nó tự coi được, còn ví dụ như mà có gần bên này nè, nó muốn nhờ cái gì mà cái, trước khi đi đó nó chai nước với chai nó đái thì đi được, nó tự ái được. Nhưng mà ví dụ như mà đi lâu quá thì mình nhắm ví dụ quá giờ cơm trưa hay quá gì là mình gọi ai có số điện thoại xe gần nhà chạy qua giùm nhìn nó chút, mà ít lắm, không có bỏ đi đâu hết trơn á, hầu hết là ở nhà luôn, không có đi đâu. Sao thở dài? Có thương mẹ không? Thương mẹ không? Có không? Nó bự lắm. Hả? Sao? Có không con? Nó không có nói, nó vừa tự kỷ, ai hỏi gì nó cũng nói trơn. Nhà Đạt thương mẹ thương ba hơn? Dạ, thương mẹ. Thương mẹ, sao vậy? Sao không thương mẹ hơn? Dạ, ba thấy mẹ khổ với con hơn ba. À, mẹ khổ với con như thế nào? Ngày nào mẹ cũng ẵm con đi học, còn ba thì chỉ đi làm, kiếm tiền về nuôi con thôi. Yeah. Nói vậy chứ cả ba mẹ đều cực khổ mà, cũng phải thương cả ba cả mẹ chứ. Đúng không? Yeah. Nam thở dài. Bình thường là hay hỏi với chị là chừng nào biết đi ha? Đúng rồi. Nó hỏi chứ cô em cũng thường, nó hỏi chứ sao mẹ biết đi hay quá vậy? chắc ai tập mẹ hả? Nó mẹ tự biết đi chứ không có ai tập hết. Nó nói chứ con chắc một năm nữa con đi á, mà nó cũng không biết là bao giờ biết đi nữa. Hỏi nó chừng nào con biết đi, nó hẹn nó nói một năm nữa, mà giờ nó là 7 tuổi, thằng lớn là 15 tuổi mà hả. Hồi nó hỏi con giờ thích đi không, nó nói thích biết đi lắm. Nào biết đi Đạt Nam. Chẳng nào con biết đi, con nói coi. Một năm nữa giờ có tiền sao? Ngủ rồi, giả bộ ngủ rồi. Giờ nói hay không? Giải mà nó nghiêng qua không được. Nó làm giải mà nó nghiêng qua không được. Yeah. Nó giải mà nó nghiêng. Con nghiêng qua. Nó như giải mà nó lật không được là mình phải nắm nhẹ này mình kéo nó. Lật rồi nó mới nghiêng qua được. Yeah. Cho nó yếu mà cái chân này nó dớm lên luôn. Nó muốn nghiêng qua mình còn phải kéo. Đêm sáng hai đứa kêu riết. Tối ngủ tới sáng là nó muốn nghiêng trở mình, nó kêu mẹ kéo con qua, chẳng chặt kéo qua, nó muốn trở lại, nó mẹ đẩy con qua, cứ hai đứa nó kêu luôn vậy. Nó dậy rồi nó muốn lật ra, nó là mình cũng phải xô nó dậy cái nó mới lật ra. Yeah. Xô dậy cái nó mới bật ra. Còn nó muốn lật qua thì mình có mình á. Cười suốt à, thấy Nam cười suốt. Tiêu liếu à. Yeah. Xíu à. Còn hết nắm chương không? Tạo đó. Nhìn cho nó tạo đó. Còn hết nắm chương. Thôi giờ chị chờ lên chuẩn bị đồ cơm cho hai em ăn đi. Giờ chắc cũng còn trễ rồi. Còn sáng giờ đi ấy rồi con nhận là không có ấy. Không có nấu. Dạ. Là mua cho nó một hộp tôm hộp thôi. Thì xớt ra cho hai anh em ăn đi. Sáng giờ đi chắc đói bụng lắm rồi. Đói bụng lắm chưa Đạt? Dạ rồi. Không biết chia cho đều uống nha. Dạ. Yeah. Nam ấy con. Nam á chị? Đúng rồi, Nam ấy. Nam ăn phần này. Không, cho thằng lớn. À. Thầy dạy cho mà thằng lớn nó không biết ăn đồ chua, không biết ăn dưa leo gì hết á. Dạ.
Mà thằng nhỏ nó Nam là dễ ăn hơn. Nam cái gì nó cũng ăn. Mà cho nó lại cái giò mà chén nó ít thịt là nó không chịu. Dạ hai anh em là mua một hộp cơm rồi sang đôi vậy đó. Rồi chị ăn gì? Chút nữa mua với mì tôm chứ ăn nhẹ rồi thì còn con nguội á. Dạ. Con nguội thì ăn sao? Sáng ăn sáng cũng mua nó một hộp bún thịt nướng. Dạ. Chị ngồi đây nè chị. Ngồi đây giờ đút cho hai em ăn ha. Quay qua đặt. Quay qua con. Cái thằng này hẹn nó. Thẳng ra thẳng có đau không con? Giờ duỗi ra thẳng ra có đau không Đạt? Nè em quay qua con. Dạ. Em dìu con mẹ múc bớt anh hai nha. Rồi cho nó bánh vô nha. Em con đi con. Đạt có tự ăn được không hay là được. Phải mẹ đút? Tự ăn được mà. Giỏi quá ha. No thằng lớn không biết ăn gì mà thằng nhỏ là gì cũng ăn. Dạ. Dưa leo đồ chua cái gì nó cũng ăn đâu. Nó dễ lắm. Còn thằng lớn nó kén, nay nó ốm. Đâu. Ăn cơm hai con. Cái là ví dụ như buổi sáng là một mình chị là đưa hai em đi học luôn ha. Buổi sáng là ngủ dậy, ảm này xuống lại kia, cái cho nó đi vệ sinh xong rồi đánh răng rửa mặt nó như tắm nó buổi sáng vậy á. Yeah. Rồi leo chuồng nó ảm rồi bỏ lên giường đấy là thay quần áo nó, xong rồi ảm thằng lớn nó bỏ vào đây hứng ca nước với cái theo nặng kem ra bàn chải với đưa cái chai nước đáy nó cho nó đáy, nó ói xong rồi cái thay đồ cho này, dẹp đồ này xong xuống thay đồ đây. Ừ, cái thằng này sáng nó ăn chậm quá, nó không có ăn gì được buổi sáng trơn, uống hộp sữa đi. Sáng là uống hộp sữa đi, cái chơi xuống trường bỏ. Chạy về cái đi mua đồ ăn sáng cho thằng này, mua 10.000 xôi, những gì về giao nó ăn nhanh lắm, nhỏ. Mà giờ nó ăn xong rồi là bắt đầu ảm nó đi học mà tới lầu 2 hả? Dạ. Ảm nó đi. Ảm lên trường lầu hả? 2. Mỗi lần mà lên tới trên lầu 2 là thâu muốn xíu luôn à. Sáng nào cũng vậy á. Nó mối hai cái chân mà nó mệt. Lên trên lầu 2 á. Ảm thằng này, tay ảm, tay sắp cái cặp nữa. Dạ. Mạnh lắm, mạnh lắm. Còn Đạt thì lúc mà tới trường thì có phải ấm lên không? Đáng xuống này học lầu 1 mà cô hiệu trưởng nó ship nó được ở dưới đó. Dạ. Và nói là tội mẹ, ảm lên lầu tội. Với lại trời giờ mà không có mưa giờ đi thì đỡ lắm. Mà trời mắc mưa là thôi đi sợ té lắm. Té rồi ảm nó nữa rồi thôi dục hơn chứ chắc té bỡ đều nghỉ chân. Nhưng mà mỗi lần mà chở đi học là chở hai em đi một lúc luôn hay không, là chở một thằng đi rồi quay về chở một thằng Yeah. Không có chở được hai thằng đâu, nó đâu có ôm được. Yeah. Như thằng này là nẻ cũng phải thắt cái cọng dây đai sau lưng đó, cột nó với mình về dính lại. Chiều này Đạt đi học tiếp hả con? Dạ. Đi học cấp 2 chiều đi một lần nữa. Giờ chỉ có thứ bảy chủ nhật là được nhà. Thứ bảy có phải học không con? Dạ. Đi học cực không? Dạ. Bị bệnh đã đành rồi mà con người nó bị gì mà dây từ đầu xuống mắt mũi nè. Nó bị vô lỗ tai luôn nè. Dạ. Dễ sổ rồi. Cho chú hỏi cái nha. Bây giờ tụi con đi học thì có cái nào bị bạn bè trêu chọc không? Dạ. Vậy vui quá ha. Đạt ăn ăn hoành tráng luôn. Đạt sắp ăn xong rồi. Nam. Nam sắp ăn xong rồi. Có thằng này đi học lớp mấy đứa nhỏ nó còn nhỏ quá nó không biết, nó nói cô sao bạn này lớn mà còn biểu ảm. Còn nhỏ nó chưa biết chứ này bây giờ lớn rồi, hiểu không? Mấy đứa cấp 2 rồi nên nhiều khi nó thấy mình ảm vậy cái chạy ra nó xách cái cặp vô, xách giùm mình. Nam ăn cơm rất hoành tráng luôn nha. Mà ngoan quá à. Ăn uống là tự đút hết chứ không cần mẹ đút nữa. Mà điều khổ cái vấn đề mà nó đi cầu lắm. Dạ. Tại vì bơm đít nó mới đi chứ bình thường nó đi cũng được. Dạ khó. Ví dụ như bây giờ vậy là đỡ 10 ngày nó cũng đỡ 10 ngày mà đỡ nửa tháng nó cũng đỡ nửa tháng. Dạ. Cho nó đi không có tự nhiên mà đi. Bơm đít.
là phải mình phải giúp các cháu để mới đi được ha. Dạ. Khó lắm, ngồi thằng này tội lắm, mỗi lần đi nữa chảy máu mà hả? Thuốc bơm biết bao nhiêu ống rồi, tội lắm. Nó hỏi là ví dụ như một tháng á, thì cái chi phí mà cho gia đình mình xong đó, sinh sống là hết khoảng bao nhiêu? Thì nếu như mà tiền nhà tiền ăn uống đồ thì cộng luôn tiền nhà thì tiền nhà một tháng thì một ngày cũng đã 70.000 rồi. Dạ. Ăn dưới lo hai nó nữa ngày cũng phải 200.000, cả tháng 6 triệu thì là đủ, tại vì tụi nó ăn cũng ít lắm, sáng ăn 20.000 như trưa nấu cơm nghĩ gì ăn chồng 20-30 nữa vậy, xong buổi trưa chiều nữa là còn cái công việc mà em thấy chị có làm thêm cái việc mà đang gì đó làm dây kéo á, làm dây kéo thì một ngày thu nhập được khoảng bao nhiêu? Ngày làm chừng 60-70 ngàn à, tại yeah. Làm sắp còn cái thời gian đưa rước nó nữa nè. Dạ. Yeah. Làm dây kéo sẽ không kia cho người ta. Thì là cũng hai vợ chồng làm thì chắc cũng đủ trang trải cuộc sống thôi ha. Tại cũng tiết kiệm á, không có đủ, không có xài gì. Đúng mà nhiều khi mình sợ nó lại đau bệnh thôi. Yeah. Nó đau bệnh thì sợ tiền chữa bệnh hay này kia rồi mình sợ. Còn kính thưa bà, tội lắm, mỗi lần mà biểu ăn cái gì á, bị lớn mà nó biết nó có sướng sướng có khổ khổ. Ý là nhiều khi ai ăn cái gì á, mình nói đỡ mẹ ấy, mẹ xin miếng qua ăn rồi nó kêu không, có sướng sướng có khổ khổ mẹ đừng có xin. Biết nói lắm thằng này nè. Yeah. Thằng này nó khổ. Dầm con nghe cho nó trộn nước mắm. Đó một cơm vậy 20.000 hai anh em ăn rồi thôi chứ cũng đâu có nói. Kính thưa các bạn, là khi mình vào cái căn phòng thì nó rất là nhỏ nhưng mình cảm giác là nó gọn gàng và ấm cúng, thì ngay cả là em Phương với em Đạt á cũng trắng trẻo dễ thương, chứng tỏ là chị Hương rất là chăm sóc cho hai em rất là tốt. Bây giờ Nam á chắc là nặng hơn cả anh trai rồi ha. Lúc nào đó mà anh sang cướp mà giỏi quá. Thì chắc là hôm nay em vào em thăm cái gia đình chị, thăm hai em, cũng giống như là để mà làm cái video này để mọi người biết được cái hoàn cảnh của hai anh chị nhiều hơn ha. Thì chị cho em xin cái số điện thoại của chị được không ạ? Chị đọc số gọi là 070 070 55 60 60 162 162. Kính thưa các bạn, thì chắc là mình xin tạm dừng cái video này ở đây. Thì các bạn có thể đón xem những cái video mới nhất trên kênh Quốc Chiến Channel nha. Chào tất cả các bạn.